Tòa án nhân dân huyện Văn Lâm vừa tổ chức xét xử lưu động hai vụ án mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ án thứ nhất xét xử ba bị cáo: Bùi Văn Hợp, Quang Văn Phương, Đỗ Văn Huy về tội mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra ngày 14 tháng 10 năm 2023 tại thị trấn Như Quỳnh. Theo đó, ngày 14 tháng 10 năm 2023, lực lượng công an bắt quả tang Huy đang tàng trữ trái phép 0,138 gam heroin, Phương tàng trữ 0,156 gam heroin đều với mục đích để sử dụng. Hai đối tượng khai nhận mua ma túy của Bùi Văn Hợp. Vụ án thứ hai xét xử bị cáo Phạm Văn Khánh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra từ tháng 1 năm 2021. Khánh đã dùng thủ đoạn gian dối giao bán thửa đất của anh trai mình là Phạm Quang Ánh ở xã Đại Đồng chiếm đoạt số tiền 45 triệu đồng. Tòa tuyên án bị cáo Bùi Văn Hợp 9 năm tù, bị cáo Quang Văn Phương và Đỗ Văn Huy 1 năm 6 tháng tù và bị cáo Phạm Văn Khánh 2 năm 3 tháng tù giam.